Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vin Pro Vlog. Hôm nay lại tiếp tục mời một bạn quá quen thuộc với kênh Mr. Vin Pro Vlog, chính là Tony Hoàng. Bạn ấy cũng có kênh YouTube GS Finance, thì bạn ấy cũng rất là chịu khó làm hàng tuần, đưa ra những plan rất là tuyệt vời. Anh chị em mình có thể ủng hộ bạn ấy TikTok nữa nha anh em, Telegram này kia. Anh em mình link vào phần mô tả bên dưới của mình để là vào kênh bạn ấy đăng ký giúp để bạn ấy có động lực làm được nhiều hơn, và hy vọng điều đó sẽ giúp cho chúng ta có cái plan cho tuần rồi cho tháng rồi, hoặc là cho kế hoạch đầu tư của chúng ta ổn hơn anh em ha, và hoàn toàn là miễn phí kênh YouTube này anh em. Cho nên anh em mình cứ vô giao lưu với bạn ấy thoải mái, ok nha anh em. Ok, thì một lần nữa cảm ơn Tony Hoàng đã đến với kênh Mr. Jim Vlog. Chào anh, chào tất cả mọi người. Ok, thì hôm nay anh em chúng tôi bàn về một cái thị trường cũng rất là đông đảo nhà đầu tư, mà mình gần như là đông đảo nhất nhì luôn anh em, chính là thị trường EU anh em ha. Trước khi mà thị trường vàng với mấy thị trường crypto nổi lên thì EU gần như là thống lĩnh, nói về thị trường ngoại hối và nói về forex thì EU là gần như thống lĩnh rồi. Sau này người ta nói về forex thì người ta nói người ta động ra rồi hàng hóa và các kiểu, bây giờ gom chung vô hết forex, chứ thật ra là các cặp tiền mới là forex anh em ha. Thì không nói chung về lăng man điều đó nữa, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái plan của EU, riêng về cặp EU thôi nha anh em, nó sẽ đi về đâu, và nói sơ về thị trường vĩ mô một chút để hy vọng rằng là anh em chúng tôi cùng với các bạn là sẽ có một cái plan đầu tư cho quý này ổn hơn anh em ha. Rồi ok, thì Tony Hoàng có nhận định gì về cái việc vĩ mô một chút đi, đó là đồng EU trong trong quý này sẽ có những biến động gì, đặc biệt là những cái lãi suất gì Mỹ sẽ tăng hay là giảm hay không? Vâng, thì theo câu hỏi của anh thì chúng ta lại đi vào thị trường của khối EU, và chúng ta sẽ tính đến một cái viễn cảnh sắp tới sẽ Fed sẽ có những cái đợt tăng lãi suất tiếp. Thì ở tất cả những cái video lần trước và video trong cộng đồng của TS Finance, tôi cũng có đưa ra nhận định và nói rất là rõ, và cộng đồng của chúng tôi TS Finance cũng đã mua được những vùng thậm chí được gọi là bắt đáy và những vùng 0.95, thực sự ra là quá là tuyệt vời, và chúng tôi luôn liên tục có những cái vùng mà mua bán. Thì tôi đã biết được trước rằng là khi chỉ cần Fed mà tăng lãi suất đỉnh điểm, mà chúng ta đã thấy rằng chỉ cần một chờ một cái tín hiệu cơ hội là Fed có dấu hiệu chậm lại đà tăng của lãi suất và tăng lãi suất ít dần đi, là lúc đấy chính là cái cơ hội của chúng ta sẽ nhảy vào để chúng ta mua được EU lên. Như anh cũng biết rằng là khi mà Fed tăng lãi suất thì đồng nghĩa với việc là tất cả các cặp tiền tệ mà có liên quan đến đồng đô la thì chắc chắn sẽ một điều sẽ bị giảm rất là sâu. Thì trên đồ thị giảm rất sâu thì cũng tương đương với việc là đồng tiền đấy là bị suy yếu, yếu thế hơn so với đồng đô la. Nhưng đồng đô la mà khi mà chứng lại đã tăng lãi suất, và thậm chí sắp tới mà đô la mà còn cái tình trạng sang năm khoảng chừng 2024 mà Fed thì có dấu hiệu gọi là kết thúc lãi suất và bắt đầu là quay về một cái xu thế gọi là giảm lãi suất chứ không còn tăng nữa, thì anh thấy rằng là bắt đầu chúng ta sẽ đi được một con số là từ tăng lên, tăng lên nên đạt đỉnh rồi bắt đầu lại suy yếu dần, chứng lại rồi bắt đầu giảm xuống. Thì có phải là khi Fed giảm lãi suất, đồng đô la, cái giá trị đồng đô la quy chiếu với các đồng euro hoặc là đồng RU hoặc là đồng yên Nhật yếu dần đi, thì có phải là những cặp tiền đấy, những đồng tiền đấy chúng ta lại tăng giá? Thì chắc chắn một điều rằng theo góc nhìn của tôi thì sắp tới thị trường của EU sẽ là đi vào một cái chu kỳ tích lũy và tăng trưởng, không thể nào có tình trạng giảm quá sâu được như cái đợt vừa rồi nữa. Okay. Đấy là lý do tại sao trên cộng đồng của chúng tôi luôn khuyến cáo mọi người hạn chế không được bán EU, và chỉ tìm những cơ hội khi EU xả về những vùng sâu bên dưới là chúng tôi sẵn sàng kích hoạt những cơ chế mua vào EU. Vâng, tuyệt vời. Anh chị em mình mà muốn có plan tuần cụ thể hơn, thậm chí ngày luôn, thì anh em mình cứ vào kênh của anh ấy ha. Thì mình nói là sơ lại một chút nữa, ý của anh ấy nói là đồng lãi suất mà tăng chậm, mình nói về quá khứ nha, là lãi suất tăng nhanh thì tất cả những cặp có đồng U ở phía sau, nó rõ nha anh em, có đồng U ở phía sau sẽ bị giảm anh em ha. Tại vì U nó tăng mà anh em, lãi suất tăng thì U sẽ tăng, cuối đê á U tăng, mà U tăng thì tất cả những đồng nào mà ở phía sau, chữ U phía sau á, ví dụ như EU nè, GU nè, là sẽ cái đồng đó sẽ bị giảm xuống, anh em hình dung không? Đó, còn tất cả những đồng nào mà có U ở phía trước thì sẽ tăng, ví dụ như UZ, UZF gì đó anh em, thì nó sẽ tăng. Ý của bạn ấy nói là tất cả những đồng nào mà U ở phía sau sẽ bị giảm, và khi mà lãi suất nó tăng chậm lại, có tăng nhưng tăng chậm lại, đó là dấu hiệu của Tony Hoàng nói rằng là
khả năng U bắt đầu sẽ không tăng nhiều nữa, thì đó chính là cơ hội để cho tất cả những đồng tiền mà có U ở phía sau bắt đầu hồi phục, phải không Nino? Rồi thì ok, thì đó là nhận diện về đồng đồng U. Thế thì bây giờ trước đồng U là đồng E. Vậy thì Tony Hoàng có nhận diện gì về đồng E không? Đồng E, anh có thể làm rõ câu hỏi hơn một chút về... Ok ok. Sau đây có nghĩa là nhận nói về vĩ mô đi, tức là Liên bang châu Âu á liệu là có tăng không? Tại vì thông thường á đúng là nếu mà U giảm hoặc U không tăng thì theo đúng nguyên tắc thì EU có khả năng là tích lũy hay là tăng, đúng không? Vậy thì nếu mà đảm bảo là EU sẽ tăng thì phải đảm bảo một điều chắc chắn hơn thì thằng E nó cũng phải tăng. Vậy thì Tony Hoàng có nhận diện về trong quý 2023 này đồng euro sẽ tăng hay là giảm hay không? Về góc nhìn của tôi ở trong thị trường, chúng ta cứ nhìn cùng với nhau, nhìn vào đồ thị trên MT4 của FX Forex mà chúng ta giao dịch, thì chúng ta thấy rõ một điều rằng là cũng như anh vừa có giải thích với mọi người, mà khi mà đồng U mà giảm thì đồng euro của chúng ta sẽ có những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ có những cơ chế, tôi chỉ tập trung mà đánh những cơ chế gọi là mua vào của euro. Thì mọi người cũng biết rằng mà khi mà tất cả mà đồng euro mà bị yếu hơn so với đồng đô la Mỹ thì tổ chức và phát hành ra cái đồng euro USD này, họ sẽ lại kích hoạt những cơ chế mà tăng lãi suất để giữ giá cho đồng tiền nội bộ của họ. Thì mọi người cũng thấy rằng là euro USD là một đồng tiền chung của liên minh của toàn khối châu Âu. Theo thống kê hiện tại là trên 18 quốc gia đưa đồng euro USD này vào là đồng tiền pháp định được sử dụng để mua bán trên tất cả các quốc gia đấy. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng là giá cũng phải bắt buộc phải đi vào một cái chu kỳ tăng trưởng, không thể nào mà giảm mãi được. Cho nên là chúng ta hãy tính đến một cơ chế rằng chúng ta sẽ chờ những kích hoạt những cơ chế mua vào. Thì theo tôi, thì góc nhìn của tôi view khoảng một quý đầu năm 2023 này vẫn là một cái xu thế chính là euro sẽ đi vào một xu thế tăng trưởng, không thể giảm được. Ok, cảm ơn Tony Hoàng, bạn ấy nhận xét khá là ổn về vấn đề này nha anh em. Thì và trong kênh của bạn ấy mình có theo dõi thì bạn ấy nhận xét những cái vùng mua, những cái khu vực mà mua hồi, mua test á, khá là hay. Cho nên đó cũng là cái mà anh chị em mình có thể tham khảo và vào kênh của bạn ấy để giao lưu. Tại vì kênh của mình chỉ nói về tổng quát, đa số là nói về chu kỳ dài hạn, quý này kia thôi anh em ha. Thì đó là cái mà những cái nhận định khá là mình theo như mình quan điểm của mình là khá là chuẩn về cái tư duy dài hạn anh em ha. Thì một lần nữa hỏi Tony Hoàng là việc mà mùa xuân sắp tới này thì khối EU á khả năng nó sẽ hồi về với một cái tốc độ nhanh hơn hay không khi mà mùa đông sẽ qua? Hồi thì thực sự ra nếu chúng ta nhìn ở góc độ của cặp tiền này thì chúng ta sẽ thấy tôi sẽ có những cái view là tôi sẽ chờ EU giảm đâu đấy về khoảng 1.046, mà khi mà hồi về khu vực đấy là chúng tôi sẽ kích hoạt cơ chế mà chúng tôi sẽ mua vào. Đấy là chúng ta sẽ tính với nhau rằng là cái sóng hồi của thị trường. Thì ở sóng hồi của thị trường thì như anh cũng biết rằng là khi mà sóng hồi của thị trường có thì cũng là chính là lúc mà chúng ta sẽ có những cơ chế kích hoạt mua vào cho đồng USD này. Okay. Thì khả năng cao là chúng ta vẫn có được chúng cơ chế là chờ sóng hồi về khu vực dưới là chúng ta sẽ mua lên, thì như thế chúng ta sẽ an toàn hơn, vẫn có sóng hồi. Thì về bản chất thì giá của thị trường không thể nào mà lên một cây một thẳng đứng, và thị trường luôn có một cái quy tắc gọi là sóng hồi. Okay. Hồi về vùng nào thì đấy chính là cái vùng mà chúng ta tìm ra cái vùng để chúng ta có thể giao dịch. Okay. Chúng ta có thể mua vào, thì mọi người cũng có thể vào những kênh cộng đồng của chúng tôi để anh Dinh có để phía dưới để chúng ta sẽ cùng với nhau tìm ra những cái điểm vào, điểm hồi chính xác nhất, mọi người cũng có được những cơ hội tốt nhất trong thị trường khi chúng ta giao dịch. Ok, tuyệt vời. Anh chị em mình muốn biết con số nào cụ thể hồi về đâu thì tốt nhất là anh chị em nên vào kênh của Tony Hoàng, bởi vì bạn ấy theo dõi thị trường thường xuyên sẽ nói rõ hơn về cái vùng hồi. Còn bây giờ thì trên kênh mình thì bạn ấy chỉ nói về vấn đề dài hạn, có nghĩa rằng là thị trường chúng ta hãy canh hồi về một khoảng nào đó, và thị trường chung thì khả năng bạn ấy nhận diện là khả năng EU cũng sẽ tăng về quý hoặc là về nửa năm hay là về năm, phải không Tony Hoàng? Rồi ok, thì rất cảm ơn Tony Hoàng đã nhận diện EU. Anh chị em mình có gì thì ủng hộ kênh của mình và ủng hộ kênh của bạn ấy ha. Thì tất cả những gì mà anh em chúng tôi nhận định đều rất là có nghiên cứu, chứ không phải là nhận diện mình nhận diện theo cảm tính, hoàn toàn là có phân tích kỹ thuật khá là kỹ càng. Ok anh chị em ha, hy vọng là những điều này sẽ giúp ích cho chúng ta có một cái plan trade cặp tiền, đặc biệt là cặp EU, một cách ổn định nhất và một cách mà chúng ta đỡ rủi ro nhất.
Rồi, cảm ơn Tony Hoàng đã đến với kênh Mr. Dinh một lần nữa. Cảm ơn Tony Hoàng rất nhiều. Chào anh, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở trong kênh TS Finance của chúng tôi. Ok. Rồi, cảm ơn anh chị em đã đến với kênh Mr. Dinh, và lần đầu tiên anh chị em nào đến thì xin hãy để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh để mình có động lực làm được nhiều hơn nha anh chị em. Và hy vọng rằng là clip tiếp theo tôi với Tony Hoàng sẽ nói về một cái lĩnh vực nào đó nữa, có thể là về về lĩnh vực crypto hoặc là cũng forex, nhưng mà một cặp tiền khác, hy vọng rằng là nó sẽ mang đến giá trị cho anh em chúng ta. Ok nha anh em, bye bye anh chị em mình, bye bye.